kẻ đoạt mạng cô gái 22 tuổi ở Hà Nội, không nghĩ đạn bi có thể gây tử vong. Liên quan đến cái chết của chị TQH, 22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hôm mùng 3 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 3 bị can bị điều tra tội giết người, 2 nghi phạm về hành vi che giấu tội phạm. Tại trụ sở điều tra, Đinh Xuân Sáng, 40 tuổi, trú tại huyện Thanh Liêm, Hà Nam, bị can nổ súng bắn chị H2 đêm ngày mùng 2 tháng 7, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 7. Hắn cùng Vũ Thành Quang, 30 tuổi, đến dự sinh nhật của một người bạn tên Quy ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Tại đây, Quang, Sáng lời qua tiếng lại với một người trong nhóm của chị H. Quang và bị can bức xúc. Về đến nhà, bị can bàn với Quang sang gặp để nói chuyện, thống nhất mang theo khẩu súng bắn đạn bi để dọa. Bắn xong, bị can vẫn thấy họ bỏ chạy và không biết mình bắn trúng ai. Sau khi về nhà, bị can biết bắn trúng chị H nên hoảng sợ, vứt súng xuống sông, cất giấu xe rồi bỏ trốn, Sáng cho biết. Trên đường bỏ chạy, Sáng khai bản thân ân hận, hoảng loạn. Hắn được 3 người quen giúp đỡ nhưng theo lời khai của Sáng, họ không biết chuyện Sáng đã làm. Bị can không nghĩ khẩu súng bắn đạn bi có thể gây tử vong. Bị can mong gia đình nạn nhân cho cơ hội, được pháp luật khoan hồng, Đinh Xuân Sáng trình bày.